Xin chào Chủ tịch, chào tất cả mọi người. Tôi xin được phép thay mặt cho team của mình thuyết trình về dự án phim điện ảnh Cơn Thịnh Nộ của Hera. Đây chính là một cảnh mở đầu của phim. Con gái của nữ chính là một nữ sinh trung học. Trong một buổi thuyết trình, thay vì những thành tích học tập của mình được hiện lên, thì đã bị thay thế bởi những hình ảnh nhạy cảm này. Sự kiện lan ra toàn trường rất nhanh và sau đó là mạng xã hội. Dần dần đẩy cô bé vào chân tường và kết cục là cô bé phải tìm tới cái chết. Cái chết của cô con gái chính là khởi đầu của mọi bất hạnh trong gia đình Uyên. Từ đây, những bí mật, những khúc mắc dần dần được lật mở. Uyên từ một người phụ nữ bình thường phải làm sao để có thể đương đầu được với cơn thịnh nộ của Hera. Kính thưa Chủ tịch, thưa tất cả mọi người, lòng ghen tuông chính là gia vị của tình yêu. Nhưng mà nếu như lòng ghen tuông đó không được kiềm chế thì có thể hủy hoại cuộc sống của rất nhiều người. Xin mời mọi người nhìn lên đây. Cảm ơn Chủ tịch. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe phần thuyết trình của tôi. Cảm ơn em. Nói chung là chị thấy cái dự án này nó hay đó, có tiềm năng ha, rất xứng đáng để đầu tư. Cho nên tụi em đẩy nhanh tiến độ triển khai kế hoạch cho chị, làm kinh phí cho chắc vô là chị đẩy luôn ha. Dạ em cảm ơn Chủ tịch rất nhiều ạ. Dạ em. Như vậy là file trong USB bị cháo. Nhưng lúc nào ta? Mà chị nghĩ là ai? Là ai lúc nào thì chị không biết. Nhưng mà tráo được file thuyết trình của nhóm mình chỉ có người trong team thôi. May là có file dự phòng của em đó, chứ không là tiêu rồi. Với cả cũng nhờ chị nhanh trí nữa nên mọi người ai cũng nghĩ là đang set up một buổi truyền hình thực sự. Cũng mong là vậy. Mà bây giờ chị tính sao? Trước mắt á, mình giữ kín mọi chuyện. Như vậy mình sẽ dễ quan sát hơn. Về chiến dịch marketing cho sản phẩm sắp tới, mọi người có ý kiến gì không? Chị thấy thì bây giờ thông thường người ta sẽ in poster phim lên ly rồi bán theo combo. Dạ, em thấy mọi người cũng thường hay in lên nón hay túi xách để tặng, cũng ok lắm đó chị. Chị thấy nón với túi á thì đòi hỏi thiết kế phải kỹ lắm. Với lại đối tượng khách hàng của mình thì nó nhiều độ tuổi khác nhau, rồi gu mỗi người cũng khác nhau nữa. Và nam với nữ thì mình không thể nào mà dùng cùng một thiết kế được, nó cũng không được khả quan lắm đâu. À, em nghĩ là hay là mình làm standing đi chị. Rồi mình backdrop mấy cái khung hình đó, rồi mình boost lên những cái chỗ đặt phim cho các bạn nhìn thấy, các bạn chụp hình lại. Thì em nghĩ là cách này cũng nhiều người làm rồi. Thì chính vì nhiều người làm cách đó nên chị muốn cái gì mà nó đột phá. Mà nếu như mà mình tạo trend thì càng tốt nữa. Hay là mình in poster phim lên các sản phẩm bảo vệ môi trường. Tại vì em thấy phong trào đó khá là được quan tâm và cũng chưa có phim nào làm như vậy cả. Em nghĩ là mình lên lấy cái thông điệp bảo vệ môi trường làm chiến dịch marketing lần này, nhiều khi lại hay đó ạ. Ừ, chị thấy cũng ok đó. Ví dụ như là mình in túi giấy nè, ly giấy nè, ống hút gạo. Thông điệp này á, thì chị thấy là nó dễ lan tỏa hơn và nó cũng ý nghĩa nữa. Mọi người thấy sao? Nhưng á, mình cần phải xác định rõ đối tượng khách hàng chính là đối tượng trong chiến dịch truyền thông thì mới có hiệu quả được. Em thấy chiến dịch này hay lắm đó chị. Giới trẻ hiện tại rất là quan tâm đến vấn đề bảo vệ môi trường,
em có rất là nhiều bạn bè là người thân của giới trẻ hiện nay. Tụi nhỏ bây giờ thích vấn đề bảo vệ môi trường dữ lắm. Con gái của chị Như cũng như vậy nè, đúng không chị? Ủa, vậy hả ba? Ừ, đúng rồi. Hay đó, ngoài túi giấy, ly giấy và ống hút gạo thì em nghĩ mình nên làm thêm chai thủy tinh và tặng cho các celeb để họ check in, cũng là một cách để lan tỏa. Nếu mà như vậy á, thì chị nghĩ là chiến dịch marketing cho phim lần này mình sẽ lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường đến mọi người nha. Chị thấy rất là khả quan. Rồi bây giờ thì chị mong là mọi người về suy nghĩ xem là mình có những cái ý kiến gì nó táo bạo, nó độc đáo hơn không thì đề xuất cho chị, rồi nộp lại cho chị thứ sáu nha. Còn bây giờ mình họp xong rồi, cảm ơn mọi người nhiều lắm. Dạ. Sao Trang lại biết chuyện bé Vi có tham gia mấy vụ bảo vệ môi trường ta? Dạ, em đã chỉnh sửa bản dự toán chi phí sản xuất theo góp ý của chị rồi ạ. Chị xem qua giúp em với ạ. Ừ, em để đi, tí nữa chị rảnh chị coi. Dạ, nếu không có việc gì em xin phép ra ngoài trước nha. Trang, em sẵn lấy cái này nè, đem ra cho Thảo em chị luôn. Đóng hồ sơ bên đây nè nha. Dạ. Ừ, cảm ơn em nhiều. Khoan đã. Sẵn tiện á, em ra cái máy photocopy lấy chị USB của bé Vi nha. Chị đang cần gấp mấy tấm ảnh môi trường ở trong đó. Dạ, nha, gấp giùm chị. Dạ, em biết rồi. Cảm ơn em. Anh Khải, lấy giúp em cái USB nha. Mà cái nào? Cái màu trắng á. Đâu anh? À đây. Không, không phải cái này. Cái màu xám kìa. Đây đúng à? Rồi, đúng rồi, đúng rồi. Trang. Dạ. Cô là người đã tráo dữ liệu đúng không? Dạ. Chị, sao chị lại nói em như vậy? Tại sao em biết đây là USB của con gái chị? Chọn Đại. Không chọn Đại. Em đã chắc chắn với Khải đây là USB của con gái chị. Có phải là em đã dùng nó để tráo file thuyết trình không? Không có. Em chưa từng dùng đến cái USB này bao giờ hết. Vậy thì tại sao? Tại sao em lại biết trong này chứa những hình ảnh liên quan tới bảo vệ môi trường của con gái chị? Em trả lời đi. Em thấy chiến dịch này hay lắm đó chị. Giới trẻ hiện tại rất là quan tâm đến vấn đề bảo vệ môi trường. Em có rất là nhiều bạn bè là người thân của giới trẻ hiện nay. Tụi nhỏ bây giờ thích vấn đề bảo vệ môi trường dữ lắm. Con gái của chị Như cũng như vậy nè, đúng không chị? Ủa, vậy hả ba? Ừ, đúng rồi. Chắc chắn em từng mở USB này ra để tráo file thuyết trình và vô tình thấy những hình ảnh bảo vệ môi trường của con chị trong này. Cho nên em mới biết trong này chứa những hình ảnh bảo vệ môi trường, đúng không? Không, là bởi vì chị đã từng nhắc tính con bé. Tất cả mọi người trong công ty đều biết tôi không bao giờ đề cập cuộc sống cá nhân của mình khi đi làm. Đúng rồi. Là tôi làm đó thì làm sao? Trẻ. Là tôi làm nó thì làm sao? Vì cô, mà cả cái phòng này cô làm tôi. Cô giả bộ cô ân cần, cô đến cô an ủi tôi hả? Không có đâu. Lòng dạ của cô là một con rắn độc đó. Được rồi. Mọi người trở lại làm việc đi. Chuyện này tôi sẽ giải quyết riêng với Trang. Không cần phải giải quyết gì hết. Tôi nghĩ tại sao cô lại phá hoại dự án của Tim? Bởi vì tôi ghét chị. Bởi vì tôi muốn chị phải hối hận. Tôi muốn thấy chị phải thất bại. Tôi muốn chị đã hối hận vì đã đối xử tồi tệ, coi thường tôi. Chị tưởng chị giỏi lắm hả? Thực ra chị chỉ là một đồ hách dịch, đồ độc đoán,
lúc nào cũng bắt tất cả mọi người phải 1212 làm theo ý của mình. Nếu như không có tụi tôi, chị chẳng làm được cái gì hết, chị chẳng làm cái đinh gì hết. Tôi ghét chị. Chào. Vậy là mình không thể làm gì Trang hả chị? Cho dù Trang có nghỉ việc thì cũng sẽ bị truy cứu trách nhiệm trước. Chuyện này chị sẽ trình lên cấp trên để xử lý. Chuyện USB là chị cố tình gài bẫy Trang. Vậy chị biết Trang cháo file thuyết trình từ lúc nào ạ? Chị nghi ngờ Trang cũng lâu rồi. Thiệt luôn hả? Hiệu là hiệu. Bộ có hiệu thiệt với hiệu giả nữa hả? Trời ơi, đẹp quá à. Second hand phải không? Mua chợ chặt vu chạc đúng không? Có cần tôi lấy biên lai ra cho ông coi không? Cái gì là thiệt rồi đó mọi người ơi. Trời ơi. Thẳng thắn. Trời ơi, son đẹp quá à. Hôm qua em mình thôi chị mua một cây mà. Thì cái này là màu mới đó em. Ôi, cái cây này mắc lắm luôn á. Tôi còn không dám mua nữa. Bà chơi hai cây hai màu khác nhau luôn. Thì mình thích thì mình mua thôi. Việc gì phải cử. Trời ơi, bữa nay chị Trang đại gia quá à. Trời ơi, ê, mới quen nào đại gia hả là may tôi rồi. Trang làm việc này, chị không nghĩ là chỉ vì lý do ghét chị đâu. Em cũng nghĩ vậy đó. Vậy thì ai sẽ là người được lợi khi mà chị thất bại? Chị có nghĩ tới ông Long không? Oanh có kể với chị là đã từng thấy Trang đi riêng với ông Long. Vậy à? Nên chị mới chắc chắn cha là người cháo phai và muốn lật tẩy cô ta. Chị nghĩ Trang được ông Long hứa hẹn một vị trí rất là tốt trong team của ổng. Nên dạo gần đây Trang làm việc lơ là lắm, không tập trung gì hết. Không ngờ ông Long là một người như vậy. Bây giờ chị tính sao với ông ý? Cái này phải nghĩ rất là kỹ. Tại vì ông Long không có dễ dàng mà lật tẩy như Trang đâu.